Dưới đây là nội dung tóm tắt của quyển sách Đắc Nhân Tâm, một quyển sách cực kỳ ý nghĩa, mỗi người chúng ta nên đọc ít nhất một lần. Nguyên tắc cơ bản trong ứng xử với con người. một Không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Con người thường phản kháng khi bị chỉ trích. Thay vào đó, bạn nên tìm cách hiểu và cảm thông với họ. 2. Thành thật khen ngợi và biết ơn. Lời khen ngợi và sự cảm ơn chân thành có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong mối quan hệ. 3 khơi gợi ý muốn ở người khác, hiểu được mong muốn và nhu cầu của người khác. Sau đó khơi gợi những điều này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. 6 cách tạo thiện cảm một Thật sự quan tâm đến người khác Khi bạn thể hiện sự quan tâm chân thành, người khác sẽ cảm thấy được đánh giá cao. 2. Mỉm cười Nụ cười có thể xóa tan những rào cản và làm cho người khác cảm thấy thoải mái. 3. Nhớ rằng tên của một người là âm thanh ngọt ngào nhất đối với họ. Gọi tên người khác thường xuyên để tạo cảm giác thân thuộc và tôn trọng. 4. Lắng nghe người khác và khuyến khích họ nói về bản thân. Hãy lắng nghe một cách chăm chú và khuyến khích họ chia sẻ về bản thân. Điều này giúp họ cảm thấy quan trọng và được thấu hiểu. 5. Nói về điều người khác quan tâm. Hãy tìm hiểu và nói về những điều mà người khác quan tâm. Điều này sẽ giúp họ cảm thấy hứng thú hơn trong cuộc trò chuyện. 6. Thành thật khiến người khác cảm thấy quan trọng hãy chân thành và làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng và có giá trị. Làm thế nào để người khác nghĩ như bạn? Một, Tránh tranh luận Tranh luận thường không mang lại kết quả tốt, thay vào đó hãy tìm cách thảo luận và hiểu nhau. 2. Tôn trọng ý kiến của người khác Đừng bao giờ nói rằng người khác sai, hãy thể hiện sự tôn trọng ý kiến của họ. 3. Thừa nhận sai lầm của bản thân Nhanh chóng và dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình sẽ làm giảm căng thẳng và tăng sự tôn trọng từ người khác. 4. Bắt đầu bằng một cách thân thiện. Hãy khởi đầu cuộc trò chuyện bằng sự thân thiện và cởi mở. 5. Đặt câu hỏi để người khác trả lời vâng. Đặt các câu hỏi mà người khác dễ dàng đồng ý sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi thảo luận. 6. Để người khác cảm thấy ý tưởng là của họ. Khi người khác cảm thấy ý tưởng là của họ, họ sẽ dễ dàng chấp nhận và thực hiện hơn. 7. Nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của người khác cố gắng hiểu và nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác. 8. Cảm thông với mong muốn và ý kiến của người khác. Thể hiện sự cảm thông và đồng cảm với mong muốn của người khác sẽ giúp bạn dễ dàng thuyết phục họ hơn. 9. Kêu gọi đến những động cơ cao đẹp hơn. Khuyến khích người khác bằng cách kêu gọi đến những động cơ cao đẹp và ý nghĩa. 10. Trình bày ý tưởng của bạn một cách sống động. Trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và sống động để thu hút sự chú ý và hứng thú của người khác. Lãnh đạo để thay đổi người khác mà không gây ra sự oán giận. Một, bắt đầu bằng lời khen ngợi. Trước khi chỉ trích hay góp ý, hãy bắt đầu bằng lời khen người chân thành. Hai, góp ý sai sót một cách gián tiếp. Đừng chỉ trích trực tiếp, hãy tìm cách gợi ý và khuyến khích sự cải thiện một cách nhẹ nhàng. Ba, nói về sai lầm của bạn trước. Khi chỉ trích người khác, hãy bắt đầu bằng việc nói về sai lầm của chính bạn để làm giảm căng thẳng và tạo sự đồng cảm. 4. Đặt câu hỏi thay vì ra lệnh. Đặt câu hỏi để khuyến khích sự suy nghĩ và tự giải quyết vấn đề thay vì ra lệnh trực tiếp. 5. Để người khác giữ thể diện. Hãy tôn trọng và giữ thể diện cho người khác, đặc biệt khi họ mắc sai lầm. 6. Khen ngợi sự tiến bộ. Hãy khen ngợi và ghi nhận sự tiến bộ dù nhỏ nhất của người khác để khuyến khích họ tiếp tục cố gắng. 7. Tạo cho người khác một danh tiếng tốt đẹp. Hãy tạo ra một danh tiếng tốt đẹp để người khác sống xứng đáng với điều đó. 8. Khuyến khích sự cải thiện. Hãy khuyến khích người khác và làm cho họ cảm thấy việc sửa chữa sai lầm là dễ dàng. 9. Làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc. Hãy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi thực hiện những điều bạn đề nghị. Cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Canary không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp mà còn là một hướng dẫn toàn diện về cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và đạt được thành công trong cuộc sống. Những nguyên tắc và phương pháp trong sách đều dựa trên sự tôn trọng, hiểu biết và khả năng đồng cảm với người khác giúp tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực và hiệu quả